Chào tất cả các anh các chị. Hôm nay tôi lại tiếp tục chia sẻ với lại các anh các chị và đặc biệt với sự đặt hàng của mấy em sinh viên của tôi. Qua cái thời gian thì tôi đi dạy thỉnh giảng cho một số sinh viên ở một vài trường đại học thì tôi mới phát hiện ra rằng có rất nhiều cái từ rất là đơn giản nhưng mà cái lúc mà học phổ thông đó nhiều khi giáo viên không có giảng giải, không có giải thích cho các em hiểu. Chính vì vậy có những cái từ nó đơn giản nhưng các em thuộc, các em biết từ đó là cái gì nhưng mà ý nghĩa của từ đó thì các em không biết. Hôm nay tôi sẽ làm một loạt các cái series, các cái clip ngắn để giải thích rất là ngắn gọn các cái từ, có từ cũ, có từ mới và đặc biệt ý nghĩa cũng như cho ví dụ để các em hiểu. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào một cái cặp từ nó rất là quen thuộc, đó là tài sản và tiêu sản. Tài sản là gì? Tài sản là ta mua một cái vật dụng gì đấy từ tiền túi của ta mua đó, sau đó theo thời gian nó sẽ sinh ra lợi nhuận và số tiền nó lời hơn, số tiền nó lại chạy vô tiền túi của chúng ta. Còn tiêu sản là gì? Là chúng ta cũng lấy tiền túi chúng ta mua cái vật dụng đó, mà theo thời gian cái tiền đó, cái vật dụng nó càng ngày nó càng lỗ lã và chúng ta bán thì nó lỗ mà nó không sinh ra lợi nhuận. Như vậy tài sản ví dụ nè, mua nhà đó, sau thời gian chúng ta bán lại nó lời, như vậy tài sản. Chúng ta mua xe ô tô, xe hơi, sau thời gian chúng ta mua, chúng ta chạy khách, chúng ta chạy dịch vụ, nó có lợi nhuận cả là vốn mà nó có lợi thì lúc đó nó trở thành tài sản. Chúng ta mua cổ phiếu, đúng không? Và khi mua cổ phiếu ví dụ 12.000, sau 3 tháng đến 6 tháng nó lên 15.000, 20.000, ta bán ra người ta lời thì nó là tài sản. Chúng ta mua đất, chúng ta tích lũy thì nó là tài sản. Thậm chí chúng ta mua những khóa học, chúng ta đi học, chúng ta bỏ tiền chúng ta đi học và sau khi chúng ta học chúng ta có kiến thức, chúng ta có kỹ năng và sau này chúng ta đi làm, người ta trả lương cho chúng ta để chúng ta sống thì kiến thức, kỹ năng nó cũng là cái tài sản cho chúng ta. Còn tiêu sản, ví dụ như giờ mua cái điện thoại đắt tiền. Giờ có nhiều em mà mua điện thoại là 25 triệu, 30 triệu mà điện thoại sử dụng mua để làm gì? Để nghe, để chụp hình, để check Facebook. Chứ đâu có sản xuất, đâu có sử dụng nhiều cái điện thoại gì giống như những doanh nhân người ta sử dụng cái điện thoại để nó phục vụ cho công việc của người ta. Hay có nhiều người mua cái điện thoại đắt tiền thì làm YouTuber, làm YouTube. Như vậy vẫn đem tới cái lợi nhuận thì cái điện thoại đó nó sẽ là tài sản. Còn mua điện thoại để giật le mà sử dụng không bao nhiêu hết nó mất tiền. Sau 6 tháng, 1 năm bán lại nó lỗ quá trời, như vậy nó là tiêu sản. Hay là chúng ta thấy là có nhiều cái sản phẩm đối với người này là tài sản nhưng mà đối với người khác là tiêu sản. Tôi ví dụ một bộ quần áo đắt tiền. Những người mà hoạt động về lĩnh vực nghệ thuật, ví dụ như ca sĩ nè, MC nè, diễn viên nè, họ rất là cần những bộ quần áo đắt tiền, đúng không? Có khi một bộ quần áo lên tới 30 triệu mà làm gì? Để họ phục vụ cho công tác biểu diễn của họ. Và khi họ mặc bộ quần áo đó phục vụ công tác biểu diễn thì nó có cái nguồn thu cho họ, cho nên họ khấu hao cái bộ quần áo đó, sau này họ có bán lỗ nữa thì họ đã nguồn thu. Nhưng mà đối với những người bình thường, thậm chí có những em nhàn rất là giàu nhưng mà không phải sống trong cái nghề đi biểu diễn, cho nên mua bộ quần áo 2 triệu, 20 triệu, 30 triệu, mặc được có 1 lần 2 lần để đi sự kiện, sau đó bán lại là lỗ còn có 5 triệu, 7 triệu à. Cho nên chúng ta thấy là cùng một vật dụng nhưng đối với người này là tài sản, người đối với người kia là tiêu sản. Tài sản là sinh ra lợi nhuận, nó sinh ra những cái lợi khi chúng ta mua vật dụng đó. Còn tiêu sản, chúng ta mua để chúng ta sử dụng, chúng ta tiêu xài mà càng ngày nó càng lỗ giá, lỗ vốn, nó không đem cái lợi nhuận gì chúng ta. Đó, như vậy chúng ta thấy là có nhiều người còn rất trẻ đã tích lũy được tài sản, có những người lớn tuổi trung niên già rồi toàn đã tiêu sản không, không có tài sản. Nên chúng ta nên đầu tư vào tài sản thay vì tiêu sản. Sau này giả sử khi chúng ta giàu có rồi, chúng ta làm ra rất nhiều tiền rồi thì lúc đó chúng ta có quyền sử dụng tiêu sản để chúng ta phục vụ cho đời sống ta. Còn nhất là giai đoạn đầu, giai đoạn còn đang là trẻ em, là giai đoạn còn đang là thanh thiếu niên thì chúng ta thanh niên thì chúng ta nên đầu tư vào tài sản để sinh sôi lợi nhuận nhiều hơn, rồi sau đó chúng ta mới tính tới tiêu sản. Xin chào và hẹn gặp lại.